thì ta chứ nhưng mà cắt folder đã cho ba skip mua vậy đó nè đi chẳng kén JavaScript sẽ cho cái này gió thông chẳng tiện vì bùi mũi cả lô ta sẽ tôi rồi chẳng mạch tới cái mơ máu cái thay dân trẻ ở hỏi là biện class sẽ khóc cái class phải ai kì tạch tiên là bệnh bọc chẳng đó được chế query dân trẻ gió tốt chú gió thông và nó chứng do cái team ở là đấy ít máu tầm slow mấy ấy cái đó ba mẹ tên tư xe không bỏ đi nhưng ấp hai thà in là nó là nó chọc in là như này xe không bỏ đi mà nó xe ná chân đằng chân một sân chia xe in nó nhưng xe nó không hẹp này chân bạc xe máu bạc script bông cái đã script language cho bạc script bằng tay dương bạc đã đi tại sao script so là mùi đằng đi vb script trái ban lệch chào lên đấy chắc là lợt mình tên tới Flurcast mình lầm bằng tay không slide ở bàn đạc trong bà chạy tha mùi chua đạc ở bàn ớt của bàn bằng tay ơi tùm lộp lo đạc thầy nhé nhóm đạc hello world hãy bỏ đi nhóm miến h1 muối hello world hãy sell đạc nước nông folder JavaScript để nhóm hiệp cho mình nâng chúng ta mua hello world nơi ta đón HTML ta đáy là ta ớt rồi sao C được nó HTML và chẳng ba cái đáng thông nam nè màu nó chẳng khinh C nó không internet ba này tha còn tại page nâng process phía bao phim ở toàn bàn trên nó body khơi nhỉ ở toàn khơi hello world này ok máu bạn bàn hello world cho dương đôi xì ăn những gì này ta in nó bàn hai process một page nâng ở lấy cho mời vì chúng cắt đã không khó mình đã khó body với nhà những trường hợp in lại bàn hai ta vì process tam là nào vì chân page chưa có thể chân hello world muốn hay bán pop up tan khỏi mình ta là sao vì lướn vì chân máu không phải là mùi thấy nhé cho nên sao vì run body sẵn vì run h1 sẵn mặt kia mà run script có như này nè chân không slide cho ọt xe lại cả nạn internal ta ta ọt màn đạn được không head chân ta xe bác head time định màu này ở lấy dương ra tầm rung external mà đó external anh như một cái file mùi máu new file vô chế JavaScript hai của bạn dương chân lục code by team ơ này anh đi ra nhóm Dreamweaver với miền hết màu mình thấy tất khí ấy đi còn là thế tê lo thế này lục chân máu của bạn của mình nó thấy đã alert máu alert kẹp tha get JavaScript from external hãy bật về hãy save máu đã các bài kia em đã chua tha script dot js hãy save cho những cái file mỗi chua script dot js đài câu JavaScript gần lượt chẳng bật cháu chẳng hello world nhưng thật ca hai à script.js mình nhập vào chẳng thơ mạch chẳng đặt nơi nông head.dial cho xe máu script
ហើយ SOC ស្មើដូច image ណា IMG SOC សម្រាប់ទាញរូបយកមកដាក់ចំណែក JavaScript script SOC ដាក់ឈ្មោះមកឈ្មោះអីមិញ script.js ហើយវាចម្លែកចេះវាអត់ close នៅចុងនឹងទេគឺត្រូវបិទ script ទៅដល់វិញណាហើយ save អញ្ចឹងពេលយើង runវា load ឃើញដោយសារទាញ external មកវា load message get javascript from external មុនសិនអូខេមកវា load ចូល body ហើយបានវាប្រើទៅហៅឬក៏ទៅ run អា pop up អាចាស់ហើយអូខេមក